Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ngày hôm qua sau khi chúng ta kết thúc bộ truyện dài Liễu Thi, để lại rất nhiều dư âm trong lòng của quý thính giả, ngày hôm nay Huy mời quý thính giả tiếp tục cùng đến với một bộ truyện mới có tổng cộng 4 tập. Huy sẽ phục vụ vào mỗi buổi trưa nhé. Quê ngoại đất âm của tác giả Phong Tường. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ thì có tiếng bước chân chạy dồn dập đến bên giường. Mẹ tôi vừa lay vừa gọi: "Linh, Linh à, dậy đi con." Tôi đang trong cơn ngái ngủ, nhăn mặt nói: Gì mẹ, trời chưa sáng mà." "Dậy đi con, dậy bên ngoài với mẹ, ông ba của con mất rồi." Tôi nghe thấy có người mất thì tỉnh cả ngủ luôn. Mẹ kêu tôi dọn mấy thứ đồ cần thiết, cho cùng bà quay về phòng sắp xếp đồ đạc. Khi tôi xong xuôi thì ba mẹ đã chờ sẵn ở ngoài xe. Chờ tôi yên vị, ba mới khởi động xe chạy đi. Lúc này mới có thời gian, tôi quay qua hỏi mẹ: "Ủa, sao ông ba mất đột ngột vậy mẹ? Con nhớ tuần trước ông còn khỏe lắm mà." "Mẹ cũng không biết nữa. Nghe bà ngoại nói là trúng gió, ối ra cả máu đen nữa đó." Tôi tưởng tượng cảnh ông ba nôn ra một bãi máu đen mà không khỏi rùng mình. Mẹ chẹp miệng nói tiếp: "Nghĩ cũng sợ quá. Mới tuần trước gọi điện cho bà ngoại, còn thấy chú ba ngồi chơi khỏe re. Đời đúng là vô thường." Tôi cũng im lặng thở dài. Mẹ không nói gì nữa. Ai cũng chìm vào luồng suy nghĩ riêng của mỗi người. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trong màn đêm. Bầu không khí trong xe cứ lặng như tờ. Một lúc sau, ba tôi cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Chắc là tôi về không có ở lâu được. Thắp cho chú ba nén nhang xong thì tôi đi. Tại còn mấy dự án của công ty chưa xong nữa, sợ trễ ngày bị sếp cằn nhằn thì phiền lắm." Mẹ tôi trả lời mà mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ: "Ừ, ông bận thì coi về trước. Có gì tôi nói với mọi người cho." Không biết lúc sau ba mẹ còn nói cái gì với nhau hay không, bởi nghe xong câu đó thì tôi đã chìm dần vào giấc mộng. Khi tỉnh lại chỉ còn cách nhà ngoại vài chục cây số thôi. Tôi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ rưỡi sáng. Tôi ngủ suốt 3 tiếng rồi sao? Nhìn sang bên cạnh, mẹ cũng đang say giấc. Tôi vừa mở nắp chai nước suối thì bất chợt ba tôi thắng gấp xe lại. Cả người của mẹ và tôi theo quán tính ngã nhào về phía trước, nước văng tung tóe ra. Mẹ bị đụng đầu vào thành ghế, nhíu mày hỏi: "Này ông Thanh à, sao vậy?" Chiếc xe dừng hẳn lại bên lề. Ba tôi thở hắt ra một hơi. Ông trả lời, giọng vẫn còn run run: Có người vừa băng qua đường. May mà tôi thắng gấp, đi đứng như muốn báo người ta vậy." Mẹ tôi nghe vậy thì nhìn ra xung quanh, hơi ngờ vực hỏi: Có nhìn lầm không vậy ông? Đoạn này đâu có nhà dân đâu." "Làm sao được mà lầm chứ." Mẹ tôi ngủ được một giấc dài đã tỉnh táo. Bà nói: Thôi ông nghỉ đi, để tôi lái thay cho. Mới giật mình xong coi chừng tâm lý không có vững đó." Nói đoạn, bà mới chuyển lên ghế lái. Ba tôi nhòi người sang ghế bên cạnh, nhường chỗ lại cho bà. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, xem có thấy ai hay không. Lúc cúi xuống nhìn điện thoại, dư quang mắt tôi liếc qua gương chiếu hậu, khiến cho tôi cứng đờ cả người. Dường như tôi vừa thấy bóng ai ở trong đó. Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên, trong lòng hồi hộp. Khi ánh mắt tôi một lần nữa chạm vào gương chiếu hậu, tôi thấy có một bóng người trắng toát đang vẫy vẫy tay với mình. Tôi hít sâu một hơi,
cố gắng tự trấn an bản thân. Đây không phải là lần đầu mà tôi trông thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Từ bé tôi đã nhìn được những thứ mà người khác không nhìn thấy. Hồi đó thấy tôi cứ nói chuyện lẩm bẩm một mình, mẹ tôi nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh nên đưa tôi đi khám. Nhưng bác sĩ bảo tôi không bị làm sao, tâm sinh lý phát triển rất bình thường. Khi đó tôi còn nhỏ, cũng không biết những người hiện diện xung quanh mình ai là người, ai là ma. Cũng không biết sợ ma là cái gì. Trong họ chẳng khác gì một người bình thường, chỉ là sắc mặt của họ lúc nào cũng tái nhợt mà thôi. Hai mắt thì khá là dại và có phần vô hồn lắm. Cho đến khi tôi nhìn thấy một vong bị tai nạn giao thông, tôi mới ý thức được xung quanh mình không chỉ có người dương mà còn có người âm nữa. Nói thật, cái lần gặp cái vong đó, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh. Cứ tối đến là không dám ngủ một mình, mà nằng nặc đòi sang ngủ với ba mẹ cho bằng được. Mẹ nghe tôi kể lại thì lập tức dẫn tôi đi lên một ngôi chùa xa nhà hàng trăm cây số để gặp một nhà sư. Mẹ bảo đây là người quen của mẹ, mẹ hay quyên góp cho chùa này. Nhà sư này lại còn là một vị tăng nhân có đạo hạnh cao cường và nhân phẩm vô cùng tốt đẹp. Vừa nhìn thấy tôi, sư đã chép miệng nói: "Số con dạng truần lắm con gái à. Sau này con sẽ gặp một kiếp nạn, qua khỏi thì con sẽ bình yên sống tới già. Còn nếu không, có thể phải bỏ mạng." Mẹ tôi nghe vậy thì biến sắc, van nài đủ kiểu. Vị sư thấy mẹ tôi khẩn khoản như thế cũng không đành lòng. Sư lấy trên gian thờ xuống một mặt dây chuyền hình một cánh hoa sen. Sư dặn tôi là lúc nào cũng phải đeo bên người, cho đến khi nó vỡ tan thì thôi. Nghĩa là lúc đó tôi đã an toàn. Tôi đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền, cầm vào tay thì thấy nó hơi lạnh lạnh. Tôi đoán có thể mặt dây chuyền này được làm bằng ngọc. Tôi với mẹ cảm ơn sư rối rít rồi ra về. Từ khi đeo cái mặt dây chuyền hình cánh hoa sen đó, những vong hồn xung quanh không còn dám lại gần tôi nữa. Dần dà tôi cũng không còn thấy vong hồn nào lãng vãng. Cũng lâu lắm rồi tôi không thấy lại, cho đến ngày hôm nay. Tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa, lần này không thấy gì trong đó hết. Vừa định thở phào thì bất thình lình tôi thấy lạnh cả người. Bên tai hình như có tiếng ai đó cười nhẹ. Tôi giật bắn người, đánh rơi cả cái điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn xe, tạo ra một âm thanh khô khốc. Ba tôi nghe động liền quay xuống hỏi: "Nè, sao vậy con?" Tôi vừa cúi xuống nhặt điện thoại lên, vừa nói: "Dạ không sao đâu ba, con làm rớt điện thoại thôi." Ba ừ một tiếng rồi quay lên. Sau khi nhặt điện thoại xong, tôi vờ như mình đang chăm chú xem gì đó, nhưng thực chất là đang lắng tai nghe lại cho thật kỹ cái tiếng cười khi nãy. Không biết là do tôi đi xe mệt nên sinh ra ảo giác, hay là giọng cười kia là chân thật nữa. Mà nếu giọng cười khi nãy tôi nghe được không phải là ảo giác thì tôi hơi lo lắng, bởi vì rất lâu rồi tôi không thấy hay nghe tiếng của một vong hồn nào nữa cả. Chạy thêm một tiếng nữa thì cũng tới thị trấn gần nhà ngoại. Từ đây còn phải đi vào thêm 2 cây số, nhưng vì đường nhà ngoại xe hơi vào không được, chúng tôi đành gửi xe ở thị trấn rồi đi xe ôm vào. Sau khi gửi xe xong, tôi và ba mẹ định tìm xe ôm thì điện thoại của mẹ chợt reo vang. Má gọi đó. Chờ cho mẹ với bà ngoại nói chuyện xong, tôi mới hỏi: "Giờ mới có 5:30 sáng à, sao mà tìm được xe ôm đi vô trong nhà ngoại bây giờ mẹ?" Mẹ tôi vừa cất điện thoại vào túi, bà vừa đáp: "Thì bà ngoại vừa mới gọi mẹ đó, hỏi mẹ tới chưa, để ngoại nhờ cậu Năm với cậu Bảy ra rước mình vô." Không khí sáng sớm có phần hơi lạnh. Tôi khẽ trùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh, người qua lại mỗi lúc một đông. "Bà với con có muốn ăn gì không? Tôi đi tìm mua cho." "Con ăn bánh bao." "Ừ, tôi ăn bánh mì đi."
Ba tôi ừ hử, rồi rảo bước sang đường, hòa vào dòng người. Một lát sau ông quay lại, trên tay cầm theo khoảng chục cái bánh bao với chục ổ bánh mì. Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi: Ủa, ba mua gì nhiều dữ vậy ba? Thì mua cho mấy cô dì chú bác ăn nữa chứ con. Ba vừa nói xong thì cậu Năm với cậu Bảy cũng vừa hay ra tới. Nhìn thấy hai cậu, ba tôi lên tiếng chào ngay: Anh Năm, anh Bảy, khỏe hả? Cậu Năm vừa đưa cái nón bảo hiểm cho ba, vừa đáp: Tụi anh khỏe re hả? Dưỡng với gia đình vẫn ổn chứ? Cũng ổn hết anh ơi. Ba cầm lấy cái nón bảo hiểm trên tay cậu Năm xong, rồi chần chừ hỏi: Đi một lượt được không? Hay là hai anh chở mẹ con nó vô trước đi, rồi tôi bắt xe ôm vô. Cậu Bảy nghe vậy thì xua xua tay: Ơi, không cần đâu, dì Năm có nhờ thằng Tường ra nữa, chắc nó cũng sắp ra tới rồi đó. Cậu Bảy nói dứt câu thì mẹ tôi chỉ tay về phía trước: Kìa kìa, phải nói không anh Bảy? Đúng nói rồi đó. Cậu Bảy vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn người thanh niên chạy chiếc xe cà tàng đang hướng về phía này, gật đầu xác nhận. Nè, chị mẹ đi với cậu Bảy nha, con đi với thằng Tường đi, lâu rồi hai đứa không gặp, coi ôm lại chuyện cũ cũng được. Rồi không chờ cho tôi đồng ý, mẹ và ba đã lên xe cùng với cậu Năm và cậu Bảy phóng đi. Tôi chỉ biết cười khổ nhìn theo bóng lưng của cả hai. Dừng xe trước mặt tôi, anh Tường chìa ra cái nón bảo hiểm. Anh nói: Lên xe đêm, anh chở nha. Tôi cười ngượng ngùng chào anh, đưa tay nhận lấy cái nón. Sau khi tôi đã ngồi ngay ngắn rồi, anh Tường mới cho đệ xe máy chạy đi. Tôi với anh cứ nói câu được câu không. Phần lớn là anh hỏi tôi dạo này sống như thế nào, học hành ra làm sao. Còn tôi thì hỏi gì đáp nấy, vì hơi ngại cho nên không dám bắt chuyện với anh. Tôi nhớ hồi còn nhỏ tôi với anh thân lắm, vô nhà anh kế bên nhà bà ngoại của tôi, ngày nào cũng sang rủ tôi đi chơi hết. Sau này nhà tôi dọn lên thành phố sống, thành ra không còn thân như trước nữa. Anh sống với ba, mẹ thì bỏ đi biệt xứ lúc anh còn nhỏ. Bởi thế mà nhà tôi thương anh lắm, coi anh giống như người trong gia đình. Lúc anh vừa tròn 18 thì ba mất, anh phải sống một mình, ai thuê mướn cái gì đều làm hết. Bà con trong làng thấy anh tháo vát nên ai cũng quý. Anh cũng hay sang trong nơm bầu bạn với bà ngoại tôi những khi bà đau ốm. Nói thật thì gia đình tôi biết ơn anh lắm. Lúc đầu mới dọn lên thành phố, mẹ tôi lúc nào cũng không yên lòng, sợ bà ngoại ở dưới có một mình những lúc bệnh tật không ai lo. Bà ngoại chỉ có mỗi mình mẹ tôi thôi, nên lúc mẹ đi bà cũng buồn lắm. Nhưng vì lo cho tương lai, mong muốn cho con cháu có cuộc sống đủ đầy hơn, nên bà ngoại chưa từng có một lời nào oán trách cả. Sau này biết được anh Tường hay qua lại săn sóc cho bà, nên gia đình tôi cũng dần yên tâm hơn. Đi gần tới nhà ngoại, anh Tường chợt lên tiếng, giọng nói hơi ngập ngừng: Linh nè, anh biết bữa nay em về, anh có bắt mấy con cua đồng cho em á. Nếu em không chê thì nhận cho anh vui nghe. Anh có quà cho em là em vui rồi, sao mà không nhận được. Mà lâu lắm rồi mà anh vẫn còn nhớ em thích ăn cua đồng á hả? Anh Tường nghe tôi nói như thế, dường như thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Anh vừa cười vừa đáp: Chàng ơi, cái gì em thích ăn mà anh không nhớ. Để ngày mai á, anh chạy ra đồng hái bông điên điển, nấu canh chua cho em ăn. Mà lần này em về lâu không? Em định lần này về tầm mấy tháng luôn á. Tại em vừa tốt nghiệp xong rồi, tính nghỉ ngơi vài tháng, rồi xin vô dạy một trường nào đó thành phố á. Em giỏi ghê á. Cái này có gì đâu mà giỏi anh. Hai đứa nói chuyện thêm mấy câu thì tới nhà bà ngoại. Tôi xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm ra trả lại cho anh, miệng không quên cảm ơn. Tôi đi vào trong nhà, thấy họ hàng có đủ cả. Tôi vội thưa: Dạ thưa cậu mợ, cô chú, con mới về. Bà ngoại đi nhanh về phía tôi, bà ôm tôi vào lòng, nghẹn nghẹn nói: Ngoại nhớ bậy quá Linh nè.
Tôi cũng ôm chặt lấy ngoại. Bà vỗ vỗ lưng tôi vài cái rồi buông tôi ra. Thôi vô ăn uống rồi nghỉ ngơi. Người con yếu sẵn rồi mà đi xe ban đêm vậy chắc mệt lắm á. Tôi dạ, rồi theo ngoại ra nhà sau. Ăn uống xong tôi ra nhà trước, thấy họ hàng cũng đã về hết, cả ba mẹ tôi cũng không thấy đâu. Đoán chắc là cả hai đã sang nhà ông ba để thắp nhang và phụ giúp gia đình ông ba lo đám tang rồi. Tôi đi lại bàn thờ của ông ngoại, thắp cho ông một nén nhang. Sau khi cấn vái xong, tôi cắm nhang vào lư hương. Nén nhang vừa được cắm vào lư thì ngay lập tức bị tắt đi. Tôi cầm hộp quẹt đốt lại một lần nữa, nhưng nhang cứ cắm vào là tắt thôi. Tôi quay người định gọi bà ngoại lên giúp thì bác Hương đột ngột bốc cháy dữ dội. Ngoại, ngoại ơi, bác Hương bốc cháy rồi. Bà ngoại đang ở dưới nhà, nghe tôi hô hoáng liền vội chạy lên. Nhìn thấy cái lư hương vẫn đang bốc cháy, bà có hơi thất thần. Bà lùi lại một mạch mấy bước trong vô thức, môi trung trung nhưng chẳng nói được gì. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, bà đi nhanh vào trong phòng lấy ra một nén nhang màu đỏ. Nhìn thoáng qua, tôi cũng không biết được nó làm từ chất liệu gì. Bà ngoại thắp lên, lầm rầm khấn gì đó. Xong xuôi bà cắm nén nhang vào trong lư hương đang cháy. Ngay lập tức, điều kỳ lạ xảy ra. Ngọn lửa trong lư hương nhỏ dần, rồi tắt hẳn đi. Ngoại thở phào một hơi, tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Chưa nói đến tâm linh, cả ngôi nhà của ngoại được lợp bằng lá. Lỡ mà ngọn lửa lan ra thì nguy hiểm vô cùng. Ba và mẹ định cho ngoại ở nhà tường gạch cho an toàn, nhưng ngoại một mực không chịu. Ngoại nói ở nhà lá mát mẻ, dễ chịu hơn. Tôi hít sâu một hơi để trấn an bản thân, rồi cất tiếng hỏi. Giọng nói vẫn còn run run. Sao bác Hương đang yên đang lành tự nhiên bốc cháy chứ ngoại? Ôi, ngoại cũng không biết nữa. Hay là ông ngoại mày hiển linh nè? Nghe tới đây tôi hơi lạnh người. Ngay từ khi nghe tin ông ba mất, tôi đã cảm thấy bồn chồn, bất an trong người rồi. Nay nghe bà ngoại nói như vậy nữa, trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm lên cảm giác sợ hãi. Nhìn cái đồng hồ được treo ở vách nhà được lợp bằng lá, ngoại nói: mới đây mà 10 giờ kém rồi. Con chờ ngoại đi bốc lại bác Hương cái, cho ngoại dẫn con qua nhà ông ba nha. Tôi dạ với ngoại, rồi bê bát hương từ bàn thờ xuống đưa cho bà. Ngoại đưa tay cầm lấy, rồi quay người ra nhà sau. Tôi vừa định đi theo thì anh Tường từ bên ngoài bước vô, trên tay còn cầm thêm một rổ cua đồng đã được làm sạch sẽ. Anh em cua qua cho Linh nè, có Diệm nói ngoại nấu canh cho em ăn nha. Dạ, em cảm ơn nha. Anh Tường không nói gì, chỉ đưa tay lên gãi đầu, cười ngây ngô. Rồi chừng như không khí hơi ngượng ngùng, anh kiếm chuyện hỏi: ngoại đâu rồi em? Ngoại đang bốc bát hương mới ngoài đó đó. Ủa, bốc bát hương hả? Sao phải bốc lại gì? Bữa nay đâu phải dịp gì đặc biệt đâu. Tôi mới đem chuyện lúc nãy kể lại cho anh nghe. Nghe xong anh chau mày như đang suy nghĩ gì đó lắm. Một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì. Tôi lên tiếng phá tan đi bầu không khí đó. Lát nên có bận không? Nếu không thì anh qua bên nhà ông ba với em được không? Được. Dù gì cả ngày hôm nay anh cũng rảnh mà, đâu có làm gì đâu. Anh vừa nói xong thì ngoại cũng vừa bê bát hương từ sau nhà đi vô. Đặt lại cái lư hương lên trên bàn thờ của ông ngoại xong, chúng tôi cùng nhau nhanh đi sang nhà của ông ba. Trời hôm nay không có nắng gì cả, từ sáng đến bây giờ cứ âm u mãi. Mây đen che phủ một góc trời, không khí thì cứ se se lạnh. Tôi đi giữa trời trưa mà chẳng thấy ấm áp gì, ngược lại chẳng hiểu sao cứ thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Đi hơn 3 phút thì cũng tới nhà của ông ba. Chưa bước vào bên trong, tôi đã cảm nhận một bầu không khí tang tóc bao trùm lên ngôi nhà. Bên trong vọng ra tiếng khóc của một vài người, nghe thê lương não lòng vô cùng. Tôi đi theo sau lưng của ngoại,
anh Tường lúc nào cũng đi sát cạnh bên. Vừa vào đến bên trong, tôi ngay lập tức trông thấy ông ba được đặt nằm trên tấm phản. Gương mặt ông trắng bệch, hai má hốp lại, mắt nhắm nghiền, môi thâm tím hết cả đi. Xung quanh ông là con cháu đang đứng nhìn, người thì lau nước mắt, người thì đang nắm lấy tay ông. Không chịu được những cảnh sinh ly tử biệt như thế, nên tôi không nhìn nữa mà quay đi chỗ khác. Tôi đưa mắt tìm ba mẹ nhưng chẳng thấy đâu. Tôi thắc mắc không biết cả hai đã đi đâu được chứ. Tôi tìm kỹ lại một lần nữa thì thấy hai người ngồi nói gì đó với bà con hàng xóm. Do đông quá nên lúc đầu nhìn sơ qua tôi không thấy được. Định bụng đi lại đánh tiếng chào mọi người, nhưng thấy ai cũng lớn tuổi hơn mình rất nhiều, tôi có phần ngại cho nên thôi. Anh Tường đứng cạnh tôi cũng không nói gì, anh chỉ nhìn ngó xung quanh mãi. Đang đứng bần thần, chợt có ai vỗ vai làm cho tôi giật bắn người. Tôi quay lại thì nhận ra đó là nhỏ Hân, con bạn thân từ bé của tôi. Mày mới về hả? Về khi nào vậy? Sao không nói tao biết? Tôi nhào tới ôm nó một cái. Tao mới về thôi. Chị gấp đi đám tang của ông ba nè, sao báo mày trước được? Tôi buông nó ra, lùi lại vài bước mà cẩn thận ngắm nghía nó từ trên xuống dưới. Công nhận con bạn tôi ngày càng xinh. Nó có một mái tóc suông dài đen nhánh, hai mắt to tròn đen lấy, gương mặt bầu bĩnh, kết hợp với làn da không một chút tì vết nào, quả là hoa khôi của ngôi làng này. Tôi với anh Tường và nhỏ Hân đi về phía cái bàn trống ở ngoài sân. Cả ba chúng tôi ngồi vào đó rồi luyên thuyên nói chuyện mãi. Nhỏ Hân cứ dồn dập hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng vui lòng mà trả lời nó tất cả. Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa lất phất rồi dần chuyển sang dày đặc. Mây đen kéo về ngày một nhiều. Bây giờ chỉ mới gần 4 giờ chiều mà tôi cứ tưởng như 7-8 giờ tối vậy. Cảm thấy không ngồi ngoài này thêm nữa vì mưa ngày một lớn hơn, tôi đứng dậy nói với nhỏ Hân: "Thôi đi vô trong đi mày, ngoài này ướt hết cả người á, không khéo là bệnh á." Chúng tôi vừa vào tới nhà của ông ba thì mưa dữ dội hơn. Mưa ầm ầm như trút nước. Trong nhà bây giờ đã mở đèn điện lên, cũng không còn u ám như lúc nãy. Tôi quay sang định hỏi anh Tường sáng giờ đã ăn gì chưa thì đột ngột một tiếng sét nổ đùng một cái, làm cho tôi giật bắn cả người. Đèn trong nhà cũng ngay lập tức tắt hết đi, cả ngôi nhà bị nhấn chìm vào trong bóng tối. Tôi sợ hãi gào lớn lên. Dường như lúc nãy, khi mọi thứ bị chìm trong màn tối, tôi trông thấy cái xác của ông ba mở trừng hai mắt ra. Tôi hoảng sợ vô cùng, các người nhũn ra không còn sức lực. Thấy tôi lảo đảo như sắp ngã, anh Tường liền đưa tay đỡ lấy người tôi, lo lắng hỏi dồn: "Nè, em sao vậy? Em ổn không?" Tôi thở không ra hơi, môi cứ run run, chẳng thốt ra được lời nào. Con Hân thấy vậy, liền lấy điện thoại mở đèn pin lên. Nó cũng nhìn tôi hỏi: "Nè, hồi nãy mày thấy gì mà sao thấy mày hốt hoảng vậy?" Tôi ngập ngừng, chẳng biết có nên kể lại những gì mình vừa thấy cho nó nghe hay không. Tôi sợ nó không tin mà còn tưởng tôi bị tâm thần thì khổ. Anh Tường thì không nói gì, chỉ cau mày nhìn tôi rồi nhìn sang cái giường nơi đặt xác của ông ba. Cả ba không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà im lặng nhìn nhau. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, chẳng có dấu hiệu nào sẽ tạnh đi. Không khí lạnh theo cơn mưa ùa về khiến cho ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh hơn. Một lúc sau, anh Tường lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó: "Có phải lúc nãy em thấy cái xác của ông bà có gì bất thường đúng không?" "Sao anh biết?" Không chờ cho anh Tường trả lời, nhỏ Hân đã chen vô nói hộ anh: "Trời ơi, mày không nhớ ba của anh Tường á, là thầy bùa có tiếng trong vùng này hả? Dĩ nhiên là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh chứ. Anh Tường không chỉ thừa kế toàn bộ bùa phép ngải chú của bà anh á,
mà anh còn luyện chúng vô cùng lợi hại luôn. Cho nên có chuyện gì thì mày cứ yên tâm kể cho anh nghe đi. Chuyện ba anh Tường là thầy bùa thì tôi biết, còn chuyện anh biết bùa phép thì tôi chỉ vừa mới nghe nhỏ hơn nói thôi. Tôi quay sang nhìn anh, như muốn hỏi anh là có đúng như con Hân nói hay không. Anh Tường không đáp gì, chỉ gật đầu xác nhận. Thế vậy tôi mới yên tâm kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Từ việc tôi thấy vong trên lúc về đây, đến cái chuyện lư hương bốc cháy, cảm giác bồn chồn, bất an, và sự kiện cái xác của ông ba vừa mở trừng mắt khi nãy. Nghe xong, anh Tường chau mày chặt hơn. Hai chân mày dường như sắp dính vào nhau tới nơi. Anh không nói gì thêm. Tôi và Hân cũng đành im lặng, chờ xem anh tính toán như thế nào. Mãi cho đến khi có điện trở lại, anh vẫn không lên tiếng. Nên tôi chỉ tay về mấy cái ghế trống ở một góc, rồi nói: "Hay là mình lại đó ngồi được không anh?" Anh Tường gật đầu, rồi đi nhanh về phía đó. Tôi và Hân cũng vội vàng theo sau. Đi ngang giường ông ba đang nằm, tôi lấy hết dũng khí mà nhìn trộm sang. Cái xác của ông ba vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, tư thế vẫn như lúc đầu, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi nghĩ thầm chẳng lẽ mình hoa mắt hay sao. Nhưng rõ ràng là lúc nãy tôi còn thấy rành rành cơ mà, sao có thể hoa mắt được. Anh Tường chỉ cái ghế bên cạnh anh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó. Chờ tôi yên vị rồi, anh mới lên tiếng: "Những gì mà em thấy khi nãy nó đều là chân thật, không phải qua mắt đâu. Chỉ có điều những gì em thấy là do vong của ông ba phá thôi. Ông ấy biết là em thấy được ổng, cho nên muốn chọc ghẹo em đó. Còn những cái chuyện mà em kể cho anh nghe hồi nãy thì thực sự anh không tài nào đoán ra được là có ý nghĩa sâu xa nào hay không nữa. Có thể nó chỉ là trùng hợp thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá." Con Hân cũng hùa theo: "Ờ đúng rồi đó, mày đừng có nghĩ ngợi nhiều mà đâm ra sợ. Còn nếu mà có vong thật á thì có anh Tường lo, sợ gì?" Anh Tường không nói gì, chỉ ngồi cười cười. Tuy biết là mọi chuyện không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy lo âu mãi. Chúng tôi ngồi im lặng như thế thật lâu, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều miên man với một suy nghĩ riêng của mình. Mưa lúc này không còn dữ dội như khi nãy nữa, nhưng lại chuyển sang có gió lớn. Tôi rùng mình khi vừa có cơn gió lạnh thổi qua. Anh Tường vội nói: "Em thấy lạnh hả? Nếu lạnh á thì lấy áo khoác của anh mặc đỡ đi." "À, thôi đi anh, em thấy bình thường thôi à." Rồi tôi lấy điện thoại ra, mở nhạc cắm tai nghe để giết thời gian, chờ khi tạnh mưa để về lại nhà ngoại. Cho tới khi mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn thì cũng đã gần 6 giờ chiều. Tôi đứng dậy nhìn quanh một lượt tìm ngoại với ba mẹ. Từ xa tôi thấy họ cũng đang đi về phía tôi, dừng lại trước mặt tôi. Ngoại nói: "Về thôi con, trễ rồi. Về ăn uống nghỉ ngơi á, để ba mẹ về còn về lại trên thành phố nữa." Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ: "Ủa, không phải mẹ nói mẹ ở lại hả? Chỉ có mình ba về thôi mà." "Bà nội con bị cảm, cho nên mẹ về lại thành phố lo cho nội con. Con cứ lại chơi với ngoại đi, vài tháng nữa rồi về cũng được. Dù gì cũng mới tốt nghiệp rồi, đâu có phải đi học nữa đâu." "Ờ, vậy thôi cũng được mẹ, con lại thủ thỉ với ngoại cho ngoại đỡ buồn." Rồi tôi theo chân ba mẹ rời khỏi nhà ông ba. Về tới nhà, tôi vẫy tay chào anh Tường với nhỏ Hân, rồi cũng đi vào trong. Bà ngoại cùng mẹ xuống bếp làm đồ ăn, còn tôi và ba thì lấy quần áo đi tắm táp cho mát người. Hai người chúng tôi tắm xong, cũng vừa hay mẹ và bà ngoại đã nấu nướng hoàn tất. Chờ cho mẹ và ngoại đi tắm, rồi cả nhà mới cùng nhau ngồi vào bàn. Bữa ăn nhanh chóng được diễn ra, dường như ai cũng thấm mệt nên ít nói chuyện với nhau. Ăn xong, mẹ nhìn đồng hồ nói: "Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi, nay thôi cũng mệt, thôi ngủ sớm đi. Con qua ngủ với bà ngoại, mẹ với ba ngủ nhà trước nha." Tôi gật đầu đồng ý,
rồi quay người cùng ngoại vào trong phòng của bà. Trong phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường tre và một cái tủ gỗ đã cũ kỹ lắm rồi. Cuối phòng là một cái cửa sổ có khung bằng tre. Tôi đưa tay chỉ vào cái cửa sổ đó rồi cất giọng hỏi: "Ủa ngoại, tối ngủ không đóng cửa sổ này hả?" "Đóng chi đâu con, để vậy cho nó mát dễ ngủ mà." Tôi chỉ dạ dạ rồi không hỏi gì thêm. Thấy ngoại lấy mùng ra văng, tôi cũng vội vội vàng vàng chạy tới phụ. Bữa nay tôi đuối quá rồi, toàn gặp những chuyện khiến cho thần kinh căng thẳng tới tột độ, nên vừa nằm xuống chưa được quá 5 phút tôi ngủ lúc nào không hay. Đang ngon giấc thì tôi cứ nghe bên tai có tiếng động gì đó, nó lọc cọc phát ra khiến cho tôi không sao ngủ tiếp được. Tôi cẩn thận nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Sau khi đã định vị được nơi phát ra rồi, tôi bắt đầu mới cảm thấy hoang mang. Hình như là ở chỗ phía cửa sổ. Cái âm thanh đó ngày một rõ hơn giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nếu như tôi nghe không lầm thì đó là tiếng cào móng tay lên cửa sổ. Ngay lúc tôi chẳng biết phải làm sao thì âm thanh đó đột ngột tắt đi. Tôi định thở phào thì bỗng có tiếng ai đó khóc than vọng vào phòng từ phía cái cửa sổ đó. Tôi bắt đầu thoát mồ hôi lạnh, biết rằng mình có thể đang gặp một cái vong nào đó phá rồi. Tôi định bụng quay sang đánh thức ngoại dậy, nhưng không tài nào cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay. Cổ họng thì cứ như bị ai đó bóp chặt, đến thở cũng khó khăn, nói gì tới việc lên tiếng cầu cứu mọi người trong nhà. Vì không được cung cấp oxy mà cả người tôi vô cùng khó chịu, tôi dùng hết sức bình sinh giải dụa thật mạnh, miệng ú ớ không thành câu. Nhưng sự cố gắng của tôi dường như đã trở thành vô nghĩa. Tôi vẫn không thở được, miệng vẫn không nói được câu nào. Hai mắt tôi mờ dần, cả người không còn sức nữa. Ngay lúc tôi tưởng chừng mình sắp chết tới nơi rồi thì tôi chợt cảm thấy cả người như được ai đó lây rất mạnh. Kèm theo đó là tiếng của bà ngoại cứ văng vẳng bên tai: "Nè Linh à, dậy đi con." "Sao vậy?" "Con dậy đi, đừng có làm ngoại sợ mà con." Tôi ngồi bật dậy, mở bừng hai mắt ra. Thấy bà ngoại ngồi cạnh, đưa đôi mắt nhìn chăm chăm vào mình. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, cá người vẫn còn trung linh cầm cập. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn bám lấy tôi. Bà ngoại đưa tay lên trán sờ xem có nóng hay không. "Con sao vậy? Thấy ác mộng hả?" "Dạ, con mơ thấy ác mộng ở ngoài." Tôi đem giấc mơ khi nãy kể lại cho ngoại nghe. Trong lúc tôi kể thì ba mẹ ở nhà ngoài nghe động cũng lọ mọ đi vô. Thế là cả ba người ngồi nghe tôi thuật lại toàn bộ sự việc. "Ờ, chắc cho con mệt trong người cho nên mới mơ mộng linh tinh thôi. Sao đâu, ngủ tiếp đi để lấy sức lại con." Một hồi thì ba mẹ tôi cũng ra lại nhà trước. Chỉ có ngoại dường như là tin những gì tôi kể thôi. Tôi thấy ngoại chau mày, gương mặt ra vẻ lo lắng lắm. Trầm tư một lúc, ngoại đứng dậy đi ra nhà trước làm gì đó. Tôi không dám ngồi trong phòng một mình cho nên cũng xuống giường đi theo. Tôi thấy ngoại đi nhanh về phía cái bàn thờ của ông ngoại. Hóa ra là ngoại đi ra đây thắp nhang cho ông. Ngoại đốt lên ba nén nhang rồi khấn nhỏ trong miệng. Tôi đứng sát bên nên cũng nghe được vài câu. "Ông à, ông có linh thiêng phù hộ cho con linh. Mấy nay nó cứ gặp toàn mấy cái chuyện ma mị, tôi thấy lo trong người lắm ông mà." Đứng nhìn di ảnh của ông ngoại lờ mờ sau làn khói một lúc, ngoại mới quay người đi về phòng. Tôi cũng nhìn di ảnh ông ngoại thêm một lần nữa rồi nối gót theo sau. Và chẳng biết là có phải tôi bị ảo giác hay không mà tôi cứ thấy gương mặt của ông trong di ảnh nó mang một nét buồn buồn. Tôi lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Vào đến bên trong phòng, ngoại đưa cho tôi một lá bùa vàng. Ngoại nói:
lá bùa này là thằng Tường nó vẽ cho ngoại để ngoại ngủ ngon hơn á, không có gặp ác mộng. Đâu con thử để dưới gối coi có ngon giấc được không. Tôi đưa tay nhận lấy, để lá bùa vào gối rồi tôi mới nằm xuống nhắm mắt, cố tru mình vào giấc ngủ mới. Nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ lại được. Bà ngoại nằm bên cạnh đã thở đều đều từ khi nào. Tôi cứ nghĩ về những gì hôm nay đã trải qua. Mọi chuyện sao cứ dồn dập quá. Người ta bảo quả thật không sai, xui rủi từng ập xuống đầu cùng một lúc mà. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi thôi mà tôi đã kinh qua hết cảm giác hoảng sợ này cho đến cảm giác hoảng sợ khác. Chỉ hy vọng tất cả chỉ là do đen đuổi, ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa hết. Cố an ủi bản thân là như thế, nhưng tôi vẫn không thể nào lờ đi được cái cảm giác bất an trong lòng. Tôi cứ miên man mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì bên cạnh không còn ngoại nữa. Tôi mở điện thoại coi, là bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng thôi. Tôi xuống giường, đi ra sau nhà vệ sinh cá nhân. Đi ngang phòng bếp thì thấy ba mẹ với ngoại đang nấu nướng gì trong đó. Nhìn thấy tôi, mẹ liền nói: "Dậy rồi hả con? Đánh răng rửa mặt đi, cho ăn sáng với cả nhà luôn nè." Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi vào phòng bếp ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh của ba. Bữa sáng hôm nay là bánh canh do ngoại nấu. Nhìn tô bánh canh hấp dẫn trước mặt, nhưng tôi ăn không vô. Thấy sắc mặt tôi hơi tệ, ba liền quan tâm: "Bộ mất ngủ hả? Bà thấy sắc mặt còn kém lắm đó." "Tối qua con thấy ác mộng đó, cho nên khó ngủ lại ba." "Ừ, vậy thôi bữa nay con đừng có qua nhà ông bà. Con cứ nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi." Nói thật thì hôm nay tôi cũng không có ý định qua bên đó, bởi hơi mệt trong người. Không biết qua lỡ thấy những cảnh tượng đáng sợ quá, tôi có chịu nổi hay không nữa. Nghe bà nói như thế nên tôi cũng thuận theo. "Dạ ba, nay con chỉ định lanh quanh nhà ngoại thôi hả?" Thấy ngoại không ăn mà lại định đi đâu đó, tôi mới hỏi: "Ủa sao ngoại không ăn luôn, mà đi đâu vậy ngoại?" "Ờ, ăn trước đi, ngoại qua kêu thằng Tường nó qua ăn chung với nhà mình luôn." Lát sau thì ngoại quay lại, anh Tường đang đi ở phía sau. Ngồi xuống bàn, anh lập tức quay sang hỏi tôi: "Ủa, sau này thấy sắc mặt em không được tốt gì? Em bị bệnh hả?" Tôi vươn vai rồi thở dài ra một hơi: "À, hơi mệt thôi anh, tại tối qua ngủ không được ngon lắm á." "Thôi để lát nữa anh dắt ra ruộng bắt cho em con cá lóc đồng về nấu cháo ăn ha." "Ừ, vậy cảm ơn anh quá, mấy nay em cũng thèm cháo cá nữa." Rồi tôi cắm cúi ăn cho xong tô bánh canh của mình. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, ba mẹ đi ra nhà trước ngồi xem tivi một lúc để chờ cậu Bảy với cậu Năm qua chở ra lại thị trấn. Còn anh Tường thì đi lên núi sau làng để làm cái gì đó tôi cũng không rõ. Đúng 10 giờ thì cậu Bảy với cậu Năm qua. Ba mẹ mỗi người ôm tôi một cái trước khi về lại thành phố. Mẹ còn cầm tay tôi mà căn dặn: "Mẹ về nha, con ở lại nghe lời ngoại. Mẹ sắp xếp thời gian thì mẹ xuống với con. Còn mà nhớ nhà quá thì cứ về lại thành phố, biết chưa?" Rồi quay sang phía ngoại: "Con về nha má, có gì má coi chừng con Linh giùm con nha." "Dạ, thưa má con về. Má lại giữ gìn sức khỏe nghe má." "Ừ, thôi bay về đi, cứ để con Linh lại cho tao." Tiễn ba mẹ lên xe, chợt lòng tôi cứ thấy hơi buồn buồn. Tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng của họ cho tới lúc mất hút, rồi mới quay vào trong nhà. Điện thoại bỗng có tin nhắn đến. Màn hình hiển thị thông báo là tin nhắn của nhỏ Hân. Nó bảo hôm nay không qua chơi với tôi được, tại nó phải phụ mẹ lên thị trấn bán thịt, có gì chịu nó mới qua. Cất điện thoại vào trong túi, tôi nhìn lên thì thấy dường như ngoại đang định đi đâu đó. "Ủa, ngoại tính đi đâu vậy ngoại?"
Hoài đưa tay lấy cái nón lá trên vách xuống, rồi nói: "Thì qua phủ bà ba lo đám tang cho ổng cho xong. Con nhà chơi đi, một lát là thằng Tường nó về liền hả?" Tôi dạ dạ rồi không nói gì. Bây giờ chỉ biết lôi điện thoại ra mà lướt để giết thời gian thôi. Chẳng biết tôi xem phim được bao lâu, chỉ biết lúc anh Tường sang tìm thì trời đã về chiều. Mặc dù cả ngày hôm nay trôi qua trong vô vị, nhưng may mắn lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh Tường bưng tô cháo cá lại đặt xuống cái bàn trước mặt tôi. Anh nói: "Anh mới nấu xong cho em đó, em ăn thử coi có hợp khẩu vị với em không." Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, còn ngọt cười: "Cảm ơn anh, nhìn ngon quá à." Tôi bắt đầu cầm muỗng múc cháo cho vào miệng. Anh Tường ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn ngon lành. Anh chỉ mỉm cười không nói gì. Cả không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng người xa xa vọng lại. Một lúc sau, anh Tường mới lên tiếng: "Lát em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi." "Vậy lát anh đi dạo cho em đi." "Ừ, lát anh đưa em ra cái chỗ này đẹp lắm." Tôi lại gật gật đầu với anh, rồi tiếp tục ăn cho xong tô cháo. Vì cũng cảm thấy hơi đói bụng nên tô cháo rất nhanh đã thấy đáy. Ngay lúc tôi vừa ăn xong thì ngoại cũng về tới. Ngoại bước vào nhà, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn. Nhìn thấy tôi vừa ăn xong, ngoại thắc mắc hỏi: "Ủa, mới vừa ăn gì hả?" "Ngoại tưởng con chưa ăn cho nên đem đồ về cho con nè." "Dạ, anh Tường nấu cháo cá cho con á." Ngoại quay sang nói với anh Tường: "Nè Tường, con cầm túi đồ ăn này về ăn đi. Ngoại với con Linh đều ăn hết rồi. Để đồ ăn qua đêm á, ngoại sợ bị thiêu." Tường hơi chần chừ một chút xíu, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy. "Vậy anh về ăn uống trước đi, em đóng xong á, rồi em qua tìm anh." Anh Tường gật đầu, quay sang chào ngoại một tiếng, rồi cất bước ra về. Tôi đi vào phòng lấy quần áo đi tắm, còn ngoại ra sân sau cho gà ăn, sẵn tiện quét luôn cái sân trước. Tắm xong tôi cầm điện thoại đi nhanh sang nhà anh Tường. Từ trong nhà thấy tôi qua, anh vội chạy ra, đưa tay lên gãi đầu cười cười: "Em xong rồi hả? Vậy mình đi nha." Tôi khẽ dạ, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không thấy chiếc xe nào hết, tôi mới ngạc nhiên hỏi: "Ủa, bộ mình đi bộ hả anh?" "Ừ, đúng rồi em, không có xa lắm đâu. Đi bộ sẵn tiện dạo vòng vòng luôn." Rồi anh quay người đi trước, tôi cũng nối gót theo sau. Chúng tôi đi về phía cuối làng. Sau đó anh còn dẫn tôi vào một con đường nhỏ. Tôi nhìn ngọn núi hùng vĩ cao vút trước mặt mà thấy hơi mệt trong người. Tôi không biết có phải leo lên tới tận đỉnh núi hay không nữa. Nếu có chắc tôi ngủm luôn quá. Thấy tôi đột ngột dừng lại, anh Tường quay lại nhìn tôi khó hiểu. Nhưng thấy mắt tôi cứ nhìn lên trên đỉnh núi e ngại, anh hiểu ý mà cười: "Em yên tâm đi, không có lên đỉnh núi đâu mà em lo." Tôi nghe vậy thì thở phào. Thấy anh Tường đã cách mình một đoạn, tôi vội vội vàng vàng đuổi theo. Đi được thêm 5 phút nữa thì thấy được một mảnh đất bằng phẳng. Anh Tường dừng lại, quay sang nói với tôi: "Nè, tới rồi đó." Tôi đi nhanh đến, đứng bên cạnh anh, rồi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Sau khi nhìn rõ quang cảnh rồi, tôi mới ngạc nhiên vì không ngờ ở đây lại có một nơi đẹp đến như vậy. Đứng từ đây nhìn xuống thì có thể ngắm nhìn bao quát cả ngôi làng. Xa xa là những cột khói bốc lên cao từ những ngôi nhà đang nấu bữa cơm chiều. Trên bầu trời là những đàn chim bay về tổ. Còn dưới chân tôi là thềm cỏ dại. Bên cạnh vách núi lại rất nhiều những khóm hoa đủ màu sắc. Tôi chẳng biết đó là hoa gì. Cách tôi vài bước, có một băng ghế dài được đóng bằng gỗ. Nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mà trong lòng vô cùng hớn hở. Vui vẻ quay sang nói: "Nè, sao anh tìm được chỗ này hay vậy? Em ngờ trên núi lại có nơi đẹp vậy luôn á." "Chỗ này là do anh làm đó. Những khóm hoa đó với cỏ dưới chân
đều là do anh trồng. Còn cái băng ghế kia cũng là do anh đóng đó. Ôi, là anh làm hết luôn hả? Anh Tường gật đầu xác nhận, rồi chỉ tay về phía băng ghế gỗ. Nè, mình lại nó ngồi chơi đi em, chứ đứng hoài một hồi tối đau chân đó. Sau khi chúng tôi vừa ngồi xuống được một lúc thì điện thoại của tôi reo lên. Là nhỏ Hân gọi. Tôi ấn trả lời, chưa kịp alo thì giọng nó đã vang vang ở đầu dây bên kia. Ủa mày đang đâu vậy? Tao mới qua nhà mày xong nè. Bà Năm nó mày đi đâu với anh Tường rồi? Ừ, tao đang sau núi với anh Tường nè. Nhỏ Hân nghe vậy thì cười khà khà nói. Mày chơi vậy là không đẹp rồi nha, mày trai bỏ bạn quá. Tôi đỏ mặt, không biết anh Tường có nghe thấy hay không nữa. Tôi trộm liếc mắt nhìn sang, thấy anh không để ý nên mới thở phào, gắt Nhỏ Hân. Ê, nói gì vậy? Nhỏ điên này. Tao với anh Tường chỉ là anh em bình thường thôi. Ờ, rồi. Anh em bạn bè, được chứ? Mà thôi, cúp máy nha. Ở đó đợi tao đi, tao ra liền đó. Thấy tôi để nói chuyện điện thoại xong, anh Tường mới hỏi. Ờ, Hân gọi em hả? Dạ, Hân nó chuẩn bị tới chưa? Anh Tường chỉ gật gật đầu, chứ không hỏi gì nữa. Bốn bề chỉ còn tiếng gió lao xao, tiếng chim hót và tiếng người cười nói vọng lại. Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu mà vẫn không thấy Nhỏ Hân tới. Tôi chẹp miệng nó bâng quơ. Ủa sao lạ vậy? Nhỏ Hân chưa tới nữa vậy à? Anh Tường chỉ chợt câu mày không đáp. Ngồi thêm khoảng 5-10 phút nữa mà vẫn không thấy nó. Tôi quay sang nói với anh. Nhớ từ lúc nãy mình đi á, chỉ mất có 20 phút thôi mà. Sao bây giờ hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy nó đâu nữa? Không hiểu sao em cứ thấy lo anh ơi. Ừ, không sao đâu. Chắc Hân có việc gấp ở nhà cho nên không qua được. Mình ngồi đợi thêm lúc nữa coi. Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn về phía lối đi dẫn lên trên này, hy vọng sẽ sớm thấy được hình bóng của Nhỏ Hân. Những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt hẳn, nhường chỗ lại cho màn đêm tung hoành. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ rưỡi tối. Tôi đứng bật dậy quay sang nói. Thôi, mình qua nhà Nhỏ Hân đi anh. Em thấy lo sao á? Anh Tường gật đầu rồi đứng dậy đi cùng tôi. Do là nhà Nhỏ Hân cũng gần cửa làng nên chúng tôi không mất nhiều thời gian ra đến đó. Đứng trước cửa, anh Tường gọi lớn vào bên trong. Nhỏ Hân ơi, em có nhà ông Hân. Chờ một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở. Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày một lớn hơn. Ngay lúc anh Tường định gọi thêm một lần nữa thì từ trong nhà có người bước ra. Khi người đó lại gần hơn, tôi mới nhận ra đó là Nhi, em gái của Hân. Ủa anh Tường, anh đi tìm chị em hả? Chị em qua nhà chị Linh rồi. Vừa kịp dứt câu, nó cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên vì thấy tôi đứng bên cạnh anh. Nó nghi hoặc hỏi. Ủa, chị Hân qua nhà chị mà, sao giờ chị với anh Tường qua đây kiếm chị em vậy? Tôi câu mày nói. Hồi nãy Hân có qua nhà chị thiệt, nhưng mà lúc đó chị đang trên núi với anh Tường. Hân kêu chị đợi nó tới liền, nhưng mà tụi chị đợi lâu lắm á, mà không thấy nó đâu hết trơn á. Chị với anh Tường lo quá mới chạy sang đây tìm nè, gọi điện thoại nó không được. Nhi nghe vậy thì rất hoang mang. Nó mở cổng cho tôi vào, rồi chạy nhanh vào trong tìm ba mẹ. Một lúc sau thì cô Nhị và chú Hậu gấp gáp chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Còn Hân nó có nói ghé ngang chỗ nào không con? Dạ nó không có nói cô. Thôi được rồi, bây giờ nhóm người mình chia nhau ra đi tìm nó đi. Tìm nó được càng sớm chừng nào thì đỡ lo chừng đó. Chú quay người dẫn đầu đi ra khỏi nhà. Cô Nhị hậm hực dậm chân vài cái rồi cũng đi theo sau. Cô vừa đi vừa lầm bầm nói. Cái con nhỏ này già cái đầu rồi mà không để cho ba mẹ đỡ lo lắng gì hết. Chúng tôi đi xuống cuối làng rồi đi ngược về phía cửa làng, miệng gọi khan cả giọng nhưng cũng không có tiếng đáp lại. Tung tích Nhỏ Hân vẫn không thấy, mặc dù đã tìm rất lâu rồi. Chẳng hiểu sao tôi thấy nóng lòng vô cùng, cảm giác bất an cứ ngày một tăng thêm. Có khi nào nó bị ai đó ám hại hay không
hay là bị bắt cóc. Nhưng mà bà con trong làng ai cũng hiền lành hết. Tôi không tin họ có thể làm ra những việc tàn ác như thế. Nếu không phải khả năng đó, vậy thì nhỏ Hân đi đâu được chứ? Lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ lung tung, tôi rảo bước theo anh Tường về phía cuối làng. Đang đi, anh chợt đứng phắt lại, làm suýt chút nữa tôi va vào người anh rồi. Tôi nhìn anh mà hỏi: "Nè, sao anh dừng lại đột ngột vậy?" Anh Tường quay người lại, nhìn tôi chằm chằm, gương mặt ngưng trọng. Anh nói: "Anh nghĩ Hân bị ma giấu rồi mà." Cái gì? Anh nói gì? Bị ma giấu hả? Anh Tường nặng nề gật đầu. Tôi thấy vậy thì hít vào một hơi lạnh, lắp bắp nói: Vậy bây giờ làm sao đây anh? Để anh đi hỏi xem trong làng có nhà ai nuôi chó mực, anh mượn đỡ. Ma quỷ chỉ có thể qua mắt được người phàm, còn chó hay mèo thì không tài nào chạy mắt được hết. Được rồi, mau mau đi đi. Chúng tôi vừa mới quay người đi được vài bước thì chú Hậu dẫn theo cả đoàn người đi về phía tôi và anh Tường. Nhìn sơ qua, tôi đoán chừng hơn 20 người. Họ còn dẫn theo 3 con chó mực nữa. Anh Tường vội đi lại bên cạnh chú Hậu. Anh rút ra một sấp bùa vàng đưa cho chú, rồi dặn dò: "Mấy chú lúc đi tìm Hân, nhớ giữ lá bùa này trong người. Con nghĩ là Hân bị ma giấu rồi. Mấy chú đi tìm, con sợ mấy chú gặp nguy hiểm. Nhớ là trong lúc đi, có ai kêu tên cũng đừng bao giờ ngoảnh đầu lại hay là trả lời gì hết." Dường như chú Hậu cũng đoán ra được chuyện nhỏ Hân bị ma giấu, nên khi nghe anh Tượng thông báo, chú không hề có chút ngạc nhiên nào. Chú nhận lấy sắp bùa từ tay anh rồi phân phát cho mọi người. Làm xong thì cả đoàn bắt đầu chia nhau ra tiếp tục tìm kiếm nhỏ Hân. Tôi vừa định quay người đi theo anh Tượng thì chợt nghe phía sau có người kêu tên mình. Nhận ra nó là giọng của ngoại, tôi liền quay lại. Nhìn thấy tôi không có chuyện gì, ngoại cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. "Thấy con không sao, ngoại yên tâm rồi. Nghe thằng Hậu nó nói con Hân con nó bị ma giấu, ngoại sợ điếng người đó." "Dạ con không sao, ngoại đừng lo lắng quá. Con đi với anh Tường mà, làm sao có con ma nào dám làm gì được chứ." Rồi tôi quay người lại, định đi theo anh Tường tìm nhỏ Hân, nhưng chẳng còn thấy bóng hình của anh đâu nữa. Tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy. Tôi đành phải đi cùng với mọi người. Cái tiếng gọi Hân ơi vang vọng khắp cả vùng. Bất chợt tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng người đang đứng gần bụi chuối, gần cái lối dẫn vào bãi tha ma của làng. Vừa nhìn qua tôi đã biết ngay đó không phải là người sống, bởi chân của người đó không hề chạm đất. Tôi rùng mình, lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên. Đúng lúc đó thì anh Tường từ xa đi lại. Tôi vội vội vàng vàng chạy nhanh về phía anh. Nhìn thấy gương mặt của tôi có phần hốt hoảng, anh lo lắng hỏi ngay: "Nè Linh, em sao vậy?" Tôi đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi kề sát tai anh mà thì thầm: Em vừa thấy có cái dòng ở bụi chuối gần bãi tha ma đó anh." Anh Tường cau mày đưa mắt nhìn về phía tay tôi chỉ. Anh không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào đó một lúc lâu. Bất chợt không nói không rằng, anh đi phăm phăm về phía bụi chuối. Tôi dù hơi sợ nhưng cũng đi theo sau. Gần đến nơi, anh Tường đi chậm lại. Tôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận từng bước. Anh lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ rồi ném mạnh vào đó. Cái vòng đang đứng bị lá bùa ném phải, kêu lên một tiếng rồi biến mất đi. Tôi thở phào, đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như không ai trông thấy cái vòng đó hay nghe âm thanh do nó phát ra hết. Tôi và anh Tường mới cầm đèn pin trên tay rọi vào trong bụi chuối. Dưới ánh đèn sáng trực, hình bóng của nhỏ Hân từ từ hiện ra. Hân ở đây, nhỏ Hân ở đây nè mọi người ơi. Nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, tôi đã suýt ngất đi vì cảnh tượng hải hùng ở trước mặt. Bụng tôi co thắt lại vài cái, dường như muốn nôn toàn bộ những gì vừa ăn lúc chiều ra. Bên trong bụi chuối, nhỏ Hân ngồi thù lù, cúi gằm mặt,
cả người của nó nhơ nhúc toàn sình là sình, tóc tai rũ rượi. Đáng sợ hơn là trong miệng của nó ngậm cả đống bùn, kèm theo vài con giun đang ngoe ngoẩy. Nhìn cảnh tượng mấy con giun lúc nhúc trong miệng nó mà tôi nổi hết cả da gà da vịt lên. Dẫn đầu chạy tới là chú Hậu, kế tiếp là cô Nhị. Nhìn thấy cảnh con gái của mình thành ra thê thảm như vậy, cô Nhị bật khóc nức nở. Chú Hậu kêu lên một tiếng rồi nhào tới bế tóc người nhỏ hơn lên. Chú đưa tay vào miệng nó môi sình với dung ra, rồi mới mang nó về. Tất cả mọi người cùng vội bám theo sau. Bà con hàng xóm bu lại nhà con Hân đông nghẹt, ai cũng chỉ trỏ rồi xì xầm bàn tán, nhưng tôi không nghe rõ hết được. Sau khi đã được lau người sạch sẽ, nhỏ Hân dần tỉnh lại. Chờ cho nó tỉnh táo, cô Nhị mới đi lấy nước cho nó súc miệng. Phải súc miệng liên tục mấy ca nước đầy thì sình bùng bên trong khoang miệng của nhỏ Hân mới sạch được. Dù cho nó tỉnh lại rồi, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng tôi không giảm đi, mà ngược lại còn tăng thêm. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt dại ra của nó, tôi cứ thấy lạnh lạnh sống lưng. Nó cứ ngồi thừ người trong đó, không nói với ai câu nào, ai hỏi cái gì cũng không thèm đáp lại. Gương mặt thì tái nhợt, cả người cứ thỉnh thoảng lại rung lên. Cô Nhị lo lắng hỏi: "Con à, con sao vậy? Hay là con sốt hả? Con trả lời mẹ đi Hân, đừng làm mẹ sợ mà con." Nhưng đáp lại những câu hỏi của cô chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ của đứa con gái. Cô Nhị đưa mắt sang anh Tường cầu cứu. Anh liền tiến tới phía nhỏ Hân, đưa tay sờ lên trán nó, rồi cầm tay nó lên mà bắt mạch. Nhỏ Hân không có hành động phản kháng gì. Kiểm tra xong, anh mới chau mày nhìn sang vợ chồng cô Nhị. "Ừ, Hân bị dông nhập rồi." Cả hai đồng loạt thay đổi sắc mặt. Mọi người ở đó nghe thế cũng đều đồng thời lùi về phía sau mấy bước để giữ khoảng cách với nhỏ Hân. "Vậy bây giờ làm sao đây con?" "Để con nói chuyện với cái dông đó thử coi. Nếu nó chịu buông tha cho em Hân thì ngày mai mình làm một mâm cúng. Còn không thì con sẽ dùng biện pháp mạnh hơn." Rồi anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh nhỏ Hân. Môi anh cứ mấp máy liên tục như đang nói gì đó, nhưng mà chẳng có âm thanh nào phát ra. Một lúc sau, chợt thấy sắc mặt của anh trở nên tức giận. Anh quát lên: "Bây giờ mày có ra khỏi thân xác này hay không? Nếu không thì đừng có trách tao." Nhỏ Hân không nói gì hết, chỉ nhếch mép cười cười khinh bỉ. Anh Tường nói: "Được, mày được lắm." Rồi quay sang nói với chú Hậu: "Chú chạy đi chặt cho con một nhành dâu. Sẵn nhà nào có con nít á, chú xin luôn cho con ít nước tiểu. Chú rưới nước tiểu lên toàn bộ nhánh dâu giùm con luôn." Chú Hậu gật đầu rồi quay người rời đi ngay. Sau khi chú đi rồi thì anh Tường mới nói với cô Nhị: "Cô vô bếp lấy giùm con một chén nước sạch đi." Cô Nhị cũng răm rắp nghe theo. Sau khi nhận lấy chén nước từ tay cô, anh Tường lấy trong túi ra một lá bùa vàng, đưa chén nước nhờ tôi cầm. Tiếp theo anh lấy trong túi ra một cái hộp quẹt để đốt bùa. Ngọn lửa tham lam bò lên lá bùa rồi lan rộng ra. Anh vội vàng ném nó vào trong chén nước trên tay tôi. Tưởng chừng như lá bùa đang bốc cháy, khi tiếp xúc với nước sẽ bị dập tắt đi. Nhưng không, kỳ lạ thay, nó vẫn tiếp tục cháy ở trong nước. Một lúc sau thì lá bùa cháy ra thành tro, chén nước chuyển sang một màu hơi đục. Anh Tường đưa tay cầm lại chén nước rồi đi về phía nhỏ Hân. Dừng lại phía trước nó khoảng 3 bước chân, anh đưa ngón trỏ vào điểm giữa trán của nó. Vừa điểm anh vừa đọc chú lẩm bẩm. Được một lúc thì dừng lại, ra lệnh: "Mau cầm lấy chén nước này, uống hết đi." Nhỏ Hân như bị thôi miên, một mạch làm theo những gì anh Tường nói. Nó đưa tay cầm lấy chén nước rồi uống một hơi dài cho tới cạn sạch. Uống xong, tôi thấy nó vẫn không khác kỳ nãy là bao nhiêu. Nó vẫn cứ đờ đẫn, hai mắt cứ dại ra. Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt vô hồn của nó dần có những biểu cảm khó chịu. Nó ôm bụng, nằm dài trên tấm phản giữa nhà rồi lăn lộn qua lại.
Nhỏ Hân bắt đầu kêu rên, gương mặt chuyển sang dữ tợn vô cùng. Nó trừng mắt lên nhìn anh Tường, hai mắt long lên sòng sọc. Nó cứ gào vào mặt anh nhưng không nói ra câu gì hết. Nó bây giờ cứ như một con thú hoang vậy. Mọi người ở đó ai cũng kinh sợ trước những gì mà họ thấy, cứ tự giác mà lùi dần về phía sau. Nhỏ Hân bất chợt ngồi dậy, lao về phía anh Tường. Tôi hốt hoảng nói: "Anh Tường, cẩn thận!" Nhưng dường như những thứ đang diễn ra đều nằm trong tầm khống chế của anh cả. Tôi thấy anh bình tĩnh lắm. Anh lấy trong túi ra một sợi dây đỏ. Anh nhào lại vật Nhỏ Hân xuống. Chẳng hiểu sao nhỏ ngày thường chân yếu tay mềm mà bây giờ nó khỏe vô cùng. Anh Tường trầy trật lắm mới có thể cột được hai tay và hai chân của nó lại bằng cái sợi dây đỏ đó. Nhỏ Hân tuy vẫn còn gào thét nhưng bây giờ chẳng thể phá vách gì. Chẳng hiểu làm sao mà một sợi dây đỏ mong manh như thế lại có thể trói Nhỏ Hân vừa rồi còn mạnh như vôi nữa, bây giờ khiến cho nó không tài nào cử động được. Anh Tường lúc này mới thở ra một hơi, đi tới đứng cạnh tôi để chờ chú Hậu mang nhánh dâu được tưới nước tiểu con nít về. Một lúc sau đó chú Hậu cũng quay trở lại, đưa nhánh dâu cho anh Tường. Chú nói trong hơi thở hổn hển: "Đây nè, nhánh dâu đây nè con, chú đã tưới nước tiểu lên đó rồi đó." Anh Tường gật đầu rồi từ từ tiến về phía Nhỏ Hân. Nó sau một hồi vùng vẫy vẫn không tài nào thoát ra được thì sau cùng nó đã nằm yên bất động. Nó mở trừng trừng hai mắt hung tợn nhìn anh Tường từng bước tiến về phía mình, và dường như đánh hơi được cái mùi nguy hiểm phát ra từ nhánh dâu trên tay anh. Nó gầm gừ trong miệng như muốn cảnh cáo anh đừng lại gần. Nhưng anh Tường nào đâu chịu ý nó. Nó càng gầm, anh càng tăng tốc bước chân. Mọi người xung quanh không ai ồn ào, im tinh tích, chứng kiến những điều kỳ lạ đang xảy ra. Dừng lại trước mặt Nhỏ Hân, anh cười gằn với nó một cái, rồi thẳng tay quất nhành dâu vào người nó. Anh quất tới đầu, nó kêu rên thảm thiết tới đó. Cả người hằn lên những vết trôi đỏ tím, nhìn mà rợn hết cả người. Rồi anh lạnh lùng mặc kệ nó có kêu rên thảm thiết như thế nào, vẫn không hề nương tay. Giọng Nhỏ Hân dần khàn đi. Nó hướng đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía cô Nhị và chú Hậu. Ba mà, cứu con với. Cô Nhị thấy con gái thê thảm như vậy thì không đành lòng. Cô vừa định chạy vào can ngăn thì tôi đã cản lại. Tôi chỉ tay vào những đường trôi của anh Tường mà giải thích: "Nè, cô nhìn coi, anh Tường chỉ quất rất là nhẹ thôi, gần như không có chút sức lực nào hết. Vậy mà Nhỏ Hân nó như đau đớn lắm vậy. Con nghĩ là anh Tường đang đánh cái dòng đang trú ngụ trong thân xác nó, chứ không phải là đang đánh Nhỏ Hân đâu." Hai vợ chồng nghe tôi nói như vậy mới để ý những đường trôi của anh Tường. Sau đó cả hai cũng gật gù. Dù vậy, cô Nhị vẫn thấy đau lòng khi thấy con gái bị giày vò. Thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, không ai đứng ra giải cứu cho mình hết, Nhỏ Hân chỉ đành thở dài, gượng ngồi dậy. Nó cúi gằm mặt, nhỏ giọng van xin: "Tôi xin cậu, tha cho tôi lần này. Từ đây về sau, tôi không dám quấy phá xóm làng nữa." "Làm sao mà tôi tin được? Lời nói của ma quỷ đều là xấu trắc." Anh lấy trong túi ra một lá bùa vàng, nhanh như cắt dán nó vào trán Nhỏ Hân. Rồi anh đọc thì thầm gì đó trong miệng. Vài giây sau, anh đột ngột hô lớn: "Xuất hồn!" Vừa dứt câu, cả người Nhỏ Hân cứng đờ ra, rồi bất chợt nôn ra một bãi gì đó đen ngòm, tanh hôi vô cùng, ngã người về sau bất tỉnh đi. Tôi che mũi lùi về phía sau vài bước. Mọi người có mặt ai cũng nhăn nhó, đồng loạt tránh xa. Anh Tường là người tiếp xúc gần nhất với bãi nôn của Nhỏ Hân. Dù vậy sắc mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Anh phủi tay thở ra một hơi, rồi nói với mọi người: "Cái dòng trong người em Hân á, bị đánh đuổi đi rồi. Mọi người yên tâm nghe." Cô Nhị với chú Hậu nghe vậy vội chạy tới xem tình hình của con. Thấy nó vẫn nằm yên bất động, cô lo lắng hỏi: "Sao nó chưa tỉnh lại nữa con? Tay chân nó lạnh ngắt gì?" "Không sao đâu cô, là do bị dông nhập vô người
dương khí bị suy giảm, cho nên tay chân mới lạnh như vậy. Cô vào bếp nấu cho em nó một tô canh gừng, chờ lúc tỉnh dậy muốn là khỏe lại thôi. Cô Nhị gật đầu rồi đi nhanh xuống bếp. Anh Tường lau mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó mà nghỉ mệt. Tôi với bà ngoại cứ đứng ở đó chờ nhỏ Hân tỉnh lại. Một lúc sau thì nó cũng tỉnh. Tôi vội quan tâm hỏi: "Nè, mày thấy trong người sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" "Ủa, sao đông người quá vậy? Ủa Linh, sao tao lại ở nhà? Nãy tao nhớ tao đi tìm mày mà." Vừa nói nó vừa cố ngồi dậy. Khi vừa cử động cả người, nó chợt trơ lên một tiếng, nhăn nhó nói: "Ủa, dạ, sao người tao đau nhức quá vậy?" Tôi mới kể lại toàn bộ sự việc cho nó nghe. Nghe xong nó rùng mình, sốc tới mức không thể nói gì thêm. Đúng lúc đó thì cô Nhị bưng tô canh gừng nghi ngút khói bước vào. Nhìn thấy con gái đã tỉnh, cô vui mừng ngồi xuống trước mặt nó hỏi: "Nè, con thấy trong người có khó chịu chỗ nào không?" Nhỏ Hân vừa uống canh vừa lắc đầu. Tôi nhìn kỹ từ trên xuống dưới cả người nó một lần nữa, xem những vết trôi khi nãy. Nhưng kỳ lạ là bây giờ chẳng còn thấy vết trôi nào hết. Ăn xong tô canh gừng thì khí sắc của con Hân cũng đã tốt hơn. Nó đứng dậy vươn vai một cái. Mọi người ở đó thấy nó đã bình an thì cũng giải tán, ai về nhà nấy. "Nè, mày có nhớ những gì đã xảy ra không? Sao mày lại chui vô bụi chuối vậy?" "Tao không nhớ gì hết á. Chỉ nhớ lúc cướp máy xong là tao đi ngay lên núi. Nhưng mà đi được nửa đường thì tao thấy có một ông già ngồi bên đường. Tao tưởng ông là người làng, cho nên mới hỏi xem ông có giúp cần giúp gì không. Tại tao thấy ông ngồi khóc á. Tao tiến lại gần thì ông đột ngột ngẩng đầu lên. Trời, mày biết không, ông già đó chính là ông ba mới vừa mất đó mày." Tôi giật bắn cả người, quay sang nhìn chằm chằm nhỏ Hân. Cái gì? Giống một ông ba hả?" Nó gật đầu, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Gương mặt của ai cũng ánh lên vẻ bàng hoàng, hoang mang. Anh Tường mới tiến lại, vỗ vai tôi một cái rồi nói: "Tôi trễ rồi, em với ngoài về ngủ đi. Không có sao đâu. Chắc là Hân nó nhìn nhầm thôi. Hoặc là một vong hồn khác giả dạng ba thôi em." Tôi cũng chỉ biết làm theo lời anh, chứ những chuyện như thế này tôi đâu thể nào nhúng tay can thiệp được. Tôi chào anh và gia đình chú Hậu cho cùng ngoại ra về. Trước khi đi, anh Tường nhét vào tay tôi hai lá bùa màu đỏ, trên đó có vẽ hình của một con hổ trắng. Anh dặn: "Nè, em về nhớ dán hai lá bùa này vô cửa trước cửa sau rồi hãy đi ngủ. Ngày mai em đừng có qua nhà ông ba, đợi tới ngày đồng quan thì qua luôn." "Dạ, em cũng tính vậy, chứ bây giờ em thấy sợ quá." Tôi với ngoại về tới nơi, theo lời anh dặn, tôi dán hai lá bùa vào cửa trước cửa sau rồi mới đi ngủ. Chẳng biết có phải do mệt quá hay không mà tôi rất nhanh chóng chìm vào trong giấc. Đêm đó cứ thế bình an trôi qua, tôi chẳng mơ thấy ác mộng nữa. Cả ngày hôm đó cũng chẳng hề có chuyện gì bất thường. Tôi thở phào, sau cùng cũng được một ngày bình yên. Cho đến trưa hôm đó, tôi cùng ngoại sang nhà ông ba để tiễn ông đoạn đường sau cuối. Lúc vừa qua tới nơi thì quan tài của ông cũng đã được khiêng ra khỏi nhà. Tôi và ngoại hòa vào đoàn người đi về phía bãi tha ma cuối làng. Đi được một đoạn thì trời đổ mưa khá to. Anh Tường chợt biến sắc, anh ngoắc tay ý bảo tôi lên chỗ anh. Tuy không hiểu gì nhưng tôi cũng nhanh chân lên. Anh đưa cái chuông đồng đang cầm trên tay về phía tôi, cho bảo: "Em cầm cái chuông này nè, vừa lắc vừa dẫn đầu đoàn người đi về phía bãi tha ma. Nhớ là không được dừng lại, cho dù em có thấy cái gì đi chăng nữa. Do người của em có mang âm khí nặng, cho nên dễ dàng mở đường cho người âm hơn. Em làm được không?" Tôi trung trung đưa tay nhận lấy cái chuông, miệng nói không ra hơi: "Dạ, dạ được anh. Anh cứ yên tâm đi." Tôi đi được mấy bước thì phía sau chợt ồn ào.
Nhưng ngay cái lúc tôi định quay người lại xem thì anh Tường nói to như quát: "Không ai được dừng lại." Anh Tường cũng được coi là thầy cúng trong làng, nên lời nói của anh lúc nào cũng có trọng lượng. Mọi người nghe anh ra lệnh thì ai cũng một mực làm theo. Một lúc sau có người nói vọng lên: "Cái quan tài ngày càng nặng Tường ơi, tụi anh sắp khiêng hết được rồi." Tôi dù trong lòng tò mò vô cùng nhưng không dám ngoảnh đầu lại. Anh Tường lấy trong túi ra một sợi dây đỏ quấn quanh quan tài ông Ba 7 vòng, rồi lấy 8 lá bùa vàng ra phát cho 8 người thanh niên đang khiêng quan, mỗi người một lá. Làm xong, quan tài của ông Ba dần nhẹ hơn, không còn nặng như trước nữa. Đi thêm một đoạn, chợt phía trước tôi thấy dường như có ai đó đang đi về phía mình. Chờ cho người đó tiến lại gần hơn thì tôi mới điếng hồn khi nhận ra người đó không có đầu. Cái đầu đáng lẽ ra nằm ở trên cổ nhưng lại được người đó cầm trên tay. Tôi run rẩy cả người, mồ hôi tay, mồ hôi trán, rồi cả người túa ra như tắm. Tôi dù sợ lắm nhưng vẫn cố lảo đảo mà tiến về phía trước, tay yếu ớt lắc lắc cái chuông. Tôi cúi gằm mặt không nhìn cái vong không đầu đó nữa. Khi tôi và cái vong đó đi lướt ngang qua nhau, tôi nghe bên tai phảng phất có tiếng cười khản đặc của một người đàn ông. Tới lối vào bãi tha ma, tôi tăng tốc bước chân, lòng thầm mong đến bên huyệt của ông Ba thật mau để tôi được chui vào đoàn người cho đỡ sợ. Mưa lúc này chỉ còn lất phất nhưng bầu trời vẫn còn âm u xám xịt. Bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua làm cho tôi so vai rùng mình. Dừng lại trước huyệt mộ của ông Ba, tôi thở ra một hơi như trút đi gánh nặng trên vai. Bây giờ tôi mới dám quay người nhìn lại. Nhưng vừa nhìn rõ cảnh tượng phía sau lưng thì tôi suýt chút nữa ngất xỉu đi tại chỗ vì kinh hãi. Vong hồn của ông Ba nằm trên lưng của một người thanh niên. Gương mặt ông trắng bệch, hai mắt trũng sâu. Dường như cảm thấy được tôi đang nhìn, ông hướng gương mặt kinh dị của mình về phía tôi, nở ra một nụ cười để lộ ra hàm răng ố vàng. Tôi hoảng sợ mà lùi lại trong vô thức, chân đã tới bên mép huyệt khi nào không hay. Đúng cái lúc tôi sắp rơi xuống thì anh Tường kéo tôi ra xa cái huyệt. Anh ghé tai hỏi nhỏ: "Nè, em nhìn thấy gì?" Tôi hít sâu một hơi, chỉ tay vào người thanh niên đang bị ông Ba đu trên lưng mà khe khẽ kể cho anh. "Đó là Tí, là cháu nội duy nhất của ông Ba được. Sao ông lại bám theo anh ấy chứ?" Tôi không nói gì thêm, bởi tôi cũng không hiểu tại sao ông Ba lại làm như vậy. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm, anh Tường bắt đầu dẫn hạ quan tài của ông Ba xuống huyệt. Khi quan tài của ông nằm yên ổn trong lòng đất rồi, mọi người mới lần lượt tiến lại, cầm một nắm cát thả xuống, coi như vĩnh biệt ông. Xong xuôi, ai nấy cũng không nán lại. Tôi cũng cùng với anh Tường và ngoại về nhà. Ra tới lối vào của bãi tha ma, tôi dường như nghe loáng thoáng tiếng khóc của một người đàn ông. Tôi rùng mình, nép sát người vào người của ngoại. Những ngày sau đó mọi thứ cứ yên ổn. Anh Tường và nhỏ Hân cứ đưa tôi đi khắp nơi, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ thế mà trôi qua. Cho đến ngày tôi về lại thành phố thì lại có biến cố xảy ra. Tối hôm đó, vừa tròn một tuần ông Ba mất, trong lúc tôi đang ngồi xem điện thoại trong nhà thì nhỏ Hân chợt từ ngoài chạy vào. Trên mặt nó hiện đầy sự nghiêm trọng. Nó ngồi xuống đối diện với tôi. Nó nói: "Nè, mày hay tin gì chưa?" Cái gì?" Nhỏ Hân trầm giọng: "Tao vừa nghe mẹ tao nói anh Tí bị tai nạn giao thông, đang trong cơn nguy kịch á." "Trời ơi, có thiệt không? Cái con này, cái chuyện đó mà tao giỡn gì? Nghe đâu là anh đi đám thiệt gì đó trên huyện, không hiểu chạy kiểu gì mà tông vô cây cục điện. Lúc anh chuẩn bị đi là trời mưa rồi, bà Ba kêu đừng có đi mà anh không có chịu nghe. Mà cũng ngộ, bình thường anh nghe lời bà Ba lắm, vậy mà hôm nay là không có thèm nghe. Ai nói gì thì nói à, anh phải đi cho bằng được á." Hôm nay vừa tròn một tuần ông Ba mất,
anh Tý lại gặp tai nạn ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng biết có phải là một sự trùng hợp hay có điểm gì hay không nữa. Ngoại thở dài, đứng lại đi lại bàn thờ, thắp một nén nhang, rồi với tay lấy cái áo dài tay treo trên vách lá mặc vào. Thôi để ngoại vào bển coi coi sao, con ở nhà chơi hay là đi với ngoại. Tôi đứng dậy đi cùng bà. Dù gì tôi cũng đang tò mò. Nhà bà Ba lạnh lẽo hơn bình thường, bước vào cứ có cảm giác nao nao trong lòng. Trong lúc đi vào nhà, ánh mắt tôi vô tình nhìn lên cây sung ở bên hông. Tôi bắt gặp ở đó có một con chim màu đen. Do tối quá tôi không nhìn rõ, nên cũng chẳng biết đó là loại chim gì. Nó cứ hướng đôi mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào trong nhà bà Ba. Bất tình lình nó quay sang nhìn tôi, bốn mắt đối diện. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt của nó, tôi lại cảm thấy chân tay toát mồ hôi lạnh. Tôi bước nhanh vào trong nhà, không nhìn con chim đó thêm nữa. Vừa vào đến bên trong, tôi đã thấy anh Tường có mặt ở đó. Anh đang đứng trước bàn thờ ông Ba, miệng không nói câu nào, gương mặt toát lên vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi tiến lại đứng kế bên anh, vừa định lên tiếng bắt chuyện thì ngay lúc đó cái lư hương trên bàn thờ của huyện đột ngột bốc cháy. Anh vội vàng kéo tôi lùi lại thật nhanh. Mọi người có mặt ai cũng tự giác tránh xa. Bà Ba thấy bát hương tổ tiên bốc cháy thì kinh hoảng lắm. Bà quay sang lo lắng hỏi anh Tường. Tường à, giờ làm sao đây con? Sao cái bát hương lại cháy như vậy chứ? Có phải là gia tiên muốn báo điểm gì cho nhà bà không con? Anh Tường chỉ im lặng không đáp. Anh tiến lại gần cái lư hương đang cháy. Vừa đi miệng anh vừa đọc lầm bầm cái gì đó. Lửa trong lư hương theo mỗi bước chân của anh nhỏ dần đi, rồi sau đó tắt hẳn. Anh thở ra một hơi, quay sang nói với bà Ba. Con e là có chuyện chẳng lành rồi bà Ba. Con nói sao? Có chuyện gì? Nói rõ ràng cho bà biết đi con. Anh Tường hít sâu một hơi, nặng nề nói. Theo những gì mà con phán đoán thì vong hồn của ông Ba đã hóa thành oan linh rồi, đang muốn kéo con cháu theo cùng để không cảm thấy cô đơn nữa. Trời ơi, là trùng tang sao? Dạ không không, chuyện này chưa nghiêm trọng tới mức trùng tang đâu. Ban đầu chỉ là do ông Ba lưu luyến cội trần, muốn bên cạnh con cháu. Biết là âm dương cách biệt, người sống dễ dàng thành người âm, còn người âm thì khó bề mà làm người dương được. Ông Ba mới dần dần nhen nhóm cái ý định kéo người nhà theo. Ý nghĩ đó lớn dần lên, nó thúc đẩy ông Ba làm theo cái ác bên trong người, từ từ biến thành một oán linh độc ác rồi chẳng còn lý trí nữa. Bà Ba hướng đôi mắt tràn đầy hy vọng về phía anh Tường hỏi. Vậy con biết rồi, có cách nào giúp cho bà không? Bây giờ chỉ có con mới có thể cứu nhà bà thôi. Bà xin con đó. Bà đừng nói như vậy con mang tội. Bà cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức giúp nhà mình vượt qua kiếp nạn này. Rồi anh đi về phía bàn thờ ông Ba và bàn thờ gia tiên. Anh lấy ba nén nhang đốt lên, cắm vào cái lư hương trên bàn thờ gia tiên trước, rồi lại đốt thêm ba nén nhang, rồi cắm vào bát hương của ông Ba. Khi nhang vừa cắm vào lư hương trên bàn thờ ông Ba, anh vừa khấn thầm cái gì đó trong miệng. Làm xong, anh phủi phủi tay, thở ra một hơi. Ngay lúc anh định nói gì đó thì đột ngột cái bình bông trên bàn thờ ông Ba vỡ tan. Bức di ảnh của ông cũng bị lệch sang một bên, vừa như có ai đó dùng tay đẩy mạnh vậy. Bà Ba kinh ngạc mở tròn mắt, miệng há hốc không nói được một lời. Một lúc sau, vẻ ngạc nhiên trong mắt bà dần lui đi, thay vào đó là sự kinh hoàng. Môi bà cứ trung trung như muốn nói điều gì đó, nhưng mãi không sao nói được. Bà cứ đứng chỉ tay vào bàn thờ ông Ba mà cả người run rẩy lên. Bà nén nhang đang cháy cũng lần lượt tắt hẳn đi, nhưng mà khói vẫn bốc lên nghi ngút một góc nhà. Anh Tường chau mày, nhìn chằm chằm bức di ảnh của ông Ba mà không nói tiếng nào.
cả nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe cả được cái tiếng cây kim rơi. Bất chợt điện thoại của bà ba reo lên. Tôi chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt của bà cứ theo thời gian mà ngày một kém đi. Sau khi tắt máy, bà chợt bật khóc, nghẹn ngào thông báo: "Thằng Tý bị chuyển vô cấp cứu rồi. Bác sĩ nói là nó bây giờ rất là nguy kịch, khả năng qua khỏi là rất thấp. Kêu gia đình chuẩn bị tâm lý hết đi." "Trời ơi Tý ơi, con chết rồi thì bà phải làm sao đây? Chẳng lẽ ông trời muốn họ lã tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?" Bà đừng lo lắng quá. Con xem bác tự cho thằng Tý rồi, mạng của nó lớn lắm." Rồi anh đưa cho bà một lá bùa vàng. Anh dặn: Bà đem lá bùa này chôn xuống ngay cổng nhà mình. Nhớ là vừa chôn vừa gian giá ông bà gia tiên nha. Làm xong thì bà phải đi một mạch ngay vào trong nhà. Nhớ là không được ngoảnh đầu lại, dù là có nghe ai gọi đi chăng nữa. Bà nhớ những gì con nói không?" Bà ba gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài, làm theo những gì anh Tượng căn dặn. Còn anh thì lại ngồi xuống trước bàn thờ, trong tư thế xếp bằng, hai tay chắp vào nhau, miệng lầm trầm đọc thứ tiếng gì đó. Làm xong thì bà ba quay bước vào trong nhà. Bà tiến lại ngồi xuống cái võng đặt cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt lo lắng của mình nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại thở dài. Tôi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 10 giờ kém. Tôi nhìn sang ngoại, thấy ngoại đang ngồi bên cạnh bà ba mà nói nhỏ cái gì đó. Tôi quay lại nhìn anh Tường, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, không một chút xê dịch. Nhỏ Hân kéo tôi đi về phía góc nhà không có ai, chỉ có vài cái ghế gỗ ọp ẹp. Vừa đi nó vừa nói: "Đêm nay á, mẹ lại đây luôn đi, đừng có về. Bây giờ chỉ có bên cạnh anh Tường là an toàn nhất á. Mày vốn mang phần âm mạnh, dễ thấy những cái thứ không sạch sẽ. Bây giờ mày về nhà ngủ một mình, khả năng gặp nguy hiểm rất là cao á. Ở đây đi, tối nay tao ở đây với mày, với anh Tường luôn." Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma dân gian Quê Ngoại Đất Âm, tác giả Phong Tường. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.